Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Ngẫm Sự Đời. Quý vị thân mến, cuộc sống của chúng ta là một chuỗi những thử thách, những khó khăn có thể xảy ra đến bất cứ lúc nào. Trong trường hợp đó, có người chọn mạnh mẽ cố gắng vượt qua, nhưng cũng có người là chọn trốn tránh bỏ cuộc. Một số người cho rằng trong cuộc sống, có những lúc chúng ta cần phải sống hồ đồ một chút, mắt nhắm mắt mở. Như vậy là bỏ qua cho bản thân, cũng là bỏ qua cho người khác mà được ung dung tự tại. Tuy nhiên, có những việc nhất định phải thanh tĩnh, không được hồ đồ, nhất là với 4 việc lớn sau đây. Bởi chỉ cần một lần hồ đồ, sai sót thì quý vị có thể đánh mất tất cả đấy. Hãy cùng với Ngẫm Sự Đời lắng nghe và chiêm nghiệm 4 việc đó trong video ngày hôm nay nhé. Việc thứ nhất, việc dục vọng không thể hồ đồ. Con người ai cũng có thất tình lục dục. Dục vọng ham muốn của con người bao gồm nhiều phương diện khác nhau, có thể chia thành dục vọng về danh, lợi, sắc, dục, quyền thế, tình cảm và hưởng thụ vật chất ăn uống. Một người nếu không biết cách tiết chế dục vọng của bản thân mình, không có chừng mực, thì cả đời người ấy cũng chỉ là quá trình tìm kiếm sự thỏa mãn, những tư dục không ngừng sinh ra mà thôi. Khi dục vọng của một người càng lớn thì áp lực của họ phải chịu cũng nhiều. Khi đã rơi vào vực thẳm của danh vọng thì con người ta khó lòng mà thoát ra được. Khống chế được dục vọng vốn dĩ không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng khi đứng trước bất kỳ sự tình gì thì một người có thể kiểm soát được cảm xúc và hành vi của mình thì đó là bước đầu để thanh tĩnh trước dục vọng. Ở vào thời khắc mấu chốt, nếu người ấy nhận thức được sự tình nào nên làm, sự tình nào không nên làm thì người ấy đã có thể khống chế được dục vọng của mình rồi. Vì thứ hai, vì thiện ác không thể hồ đồ. Cổ ngữ có câu, con đê ngàn dặm sụp bởi tổ kiến. Trong cuộc đời, mỗi một ý niệm, hành vi đều vô cùng quan trọng. Việc thiện có thể thành tựu đời người, nhưng việc ác cũng có thể hủy hoại cuộc đời trong chớp mắt. Trong cuộc sống hiện thực, một sai lầm hay một khuyết điểm nhỏ cũng chính là một việc ác nhỏ. Nếu không kịp thời sửa chữa thì sẽ dần dần trở thành sai lầm lớn, không cách nào cứu vãn lại được. Vì vậy, đừng nói chiếc đinh không quan trọng, đừng nói chiếc móng sắt không cần quan tâm. Trong cuộc đời, những sai lầm nho nhỏ là không thể dung túng được bởi nó có thể là bước đầu của hậu họa về sau. Việc nhỏ đã là như vậy, việc lớn lại càng cần chú ý hơn. Làm người thì cần hướng đến cái thiện mà cố gắng làm việc có thủy có chung, xem trọng trách nhiệm của mình, vô tư không vụ lợi, không để yêu ghét che mờ thiện ác, không khiến lợi ích phụ khuất lương tri. Coi trọng những giá trị phổ quát. Với việc còn thiếu sót thì cần chung tay làm cho tốt đẹp. Với tội ác thì cần lên tiếng bảo vệ kẻ thấy cô. Đặc biệt những chuyện liên quan đến sinh mệnh con người thì nhất thiết cần cho thấy thái độ chính nghĩa. Trong Nhị Thập Tứ Sử có câu rằng, người làm việc thiện, việc tốt thì trời sẽ lấy phúc lộc báo đáp họ. Kẻ làm việc xấu thì trời sẽ lấy tai ương báo ứng họ. Người lương thiện chứa lòng từ bi, luôn suy nghĩ vì người khác, phẩm chất cao thượng của họ khiến cho người và thần đều khâm phục. Vòng xoay nhân quả sẽ đưa hết thảy phúc đức đến với họ, hết thảy tai họa rời xa họ. Ngược lại, khi một người làm việc ác hại người, thì người ấy cuối cùng cũng phải nhận điều tương tự. Bởi vậy, đời người đối với việc thiện ác là không thể hồ đồ. Việc thứ ba, việc kết hôn không thể hồ đồ. Hôn nhân là việc đại sự của đời người, mà gia đình cũng có ảnh hưởng tới xã hội, thế nên tuyệt đối không được xem nhẹ. Nhất là với những người trẻ hiện nay, họ có những quan điểm sống cởi mở, chẳng hạn như yêu thì cưới, chọn sai thì chọn lại, hay vợ chồng chỉ cần có đôi chút mâu thuẫn, trục trặc nhỏ, đã vội vàng nghĩ ngay đến chuyện ly hôn. Người xưa vô cùng xem trọng việc chọn vợ gả chồng, họ cho rằng việc lấy vợ lấy chồng phải coi trọng phẩm đức, bởi vì chỉ những người cha, người mẹ có phẩm hạnh đạo đức tốt, có trí tuệ mới có thể tề gia, duy trì được một gia đình bền chặt hòa thuận và dạy bảo con cái trở thành người tốt. Về lựa chọn vợ, người xưa có câu, dung nhan đoan trang, mộc mạc mới thể hiện ra giá trị của khí chất. Phục sức nếu quá xa hoa thì sẽ lộ ra sự dung tục. Câu này quý đề cao chuẩn mực đạo đức của người phụ nữ, khích lệ sự cần kiệm, chăm lo việc nhà, chú trọng tu dưỡng nội tâm, làm phong phú trí tuệ của bản thân. Không nên tiêu phí quá nhiều thời gian, tiền bạc vào trang sức, quần áo và trang điểm cho vẻ bề ngoài. Người phụ nữ như vậy mới có thể trở thành người vợ thực sự hiền đức, là người chủ nội. Về người chồng, cổ nhân quan niệm rằng người đàn ông nắm vai trò là người chủ ngoại của gia đình, phải có trách nhiệm dẫn dắt vợ con đi theo con đường chính đạo, hiếu kính với người bề trên.
Người chồng nếu có thể hiểu rõ đạo lý, có chí khí, có gan gánh vác trách nhiệm, dẫn dắt được vợ con mà không bỏ mặc gia đình thì gia đình mới thuận hòa. Nếu trong gia đình người chồng không hoàn thành tốt vai trò vị trí của mình thì trong nhà khó khăn mọi bề. Và cuối cùng, việc thứ tư, việc vị bán không thể hồ đồ. Cổ nhân có câu trên đầu ba thước có thần linh hay người đang làm trời đang nhìn. Các bậc thánh nhân, thánh hiền hay các chư Phật Bồ Tát xuất sinh trong các thời đại lịch sử đều là đến để giáo hóa dân chúng, vì lợi ích dân chúng mà để lại những lời răn dạy. Dùng lời lẽ phỉ báng hay xuyên tạc các bậc thánh hiền, người đại đức là cách làm tổn hại chính bản thân mình. Thời cổ đại, từ bậc thiên tử, đại thần đến dân thường, ai ai cũng đều kính tín Phật, đạo thần. Những người có đạo đức cao, người tu hành chân chính cũng rất được mọi người tôn kính, đặc biệt là những vị cao tăng đức hạnh. Bậc đế vương khi lên ngôi đều phải kế tục truyền thống cúng tế trời đất, thờ phụng thần linh vào những ngày lễ trọng đại của dân tộc. Hoàng đế, các triều đại đều phải hướng về thần linh, bày tỏ lòng kính ngưỡng. Con người vốn là sinh mệnh vô cùng nhỏ bé trong trời đất, nên đừng vì chút tri thức ít ỏi, đừng vì dục vọng không được thỏa mãn mà hồ đồ, tùy tiện phỉ báng trời đất thần linh. Trên đây là bốn việc lớn trong cuộc đời một người mà chúng ta không được phép hồ đồ. Bởi chỉ cần một lần sai thôi thì xem như bạn đã mất hết tất cả rồi, do đó hãy hết sức chú ý và cẩn trọng quý vị nhé. Quý vị thân mến, đã bao giờ quý vị cảm thấy ức chế vì một điều gì đó không như mong muốn trong cuộc sống, hoặc chỉ đơn giản là hiểu nhầm ý của người khác? Đó là lý do vì sao cần phải nhìn nhận bản thân và thấu hiểu tâm tư của những người xung quanh để cuộc sống không còn buồn phiền, tức giận. Dưới đây là 7 quy tắc về tâm lý mà ai cũng nên biết nếu muốn cuộc sống trở nên dễ dàng hơn. Cùng theo dõi và ghi nhớ ngay quý vị nhé! Quy tắc đầu tiên, người khác vốn chẳng để tâm nhiều như bạn nghĩ. Nghe có vẻ khắc nghiệt nhưng về cơ bản thì đó là sự thật. Nếu cứ mãi mê chạy theo mong muốn của người khác thì cuộc sống của bạn chỉ toàn lo âu mệt mỏi. Họ sẽ chẳng quan tâm bạn nghĩ gì, làm gì. Đơn giản là chỉ cần sống cho bản thân, làm những điều mình thích và cảm thấy có ý nghĩa. Hãy luôn ghi nhớ trong tâm trí điều này là chính bản thân, và không cần lo lắng người khác nghĩ gì về mình thì bạn sẽ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Quy tắc thứ hai, đừng bao giờ so sánh bản thân với người khác. Xã hội phát triển gây nên sức ép cho nhiều cá nhân, khiến họ bắt đầu thói quen so sánh bản thân với những người xung quanh, thậm chí họ còn coi đó là mục tiêu sống. Tuy nhiên, việc so sánh và phán xét người khác sẽ chỉ làm đôi bên tổn thương, cảm giác thua kém có thể khiến những người mạnh mẽ nhất cũng trở nên bất an, lo lắng. Trong cuộc sống, chỉ cần bạn hiểu được giá trị của bản thân và không ngừng phấn đấu thể hiện những khía cạnh tốt của chính mình. Quy tắc thứ ba, lời khuyên của bạn không phải lúc nào cũng đáng giá. Chắc chắn bạn từng đưa ra lời khuyên cho một người nào đó khi họ gặp phải vấn đề khó khăn. Bạn cho rằng họ nên lắng nghe lời khuyên của bạn, nhưng rồi lại thất vọng vì họ không hề để tâm mà chỉ làm theo giác ngộ của riêng họ. Đó là sự thật, chẳng ai muốn nghe lời khuyên nếu nó không phải là lời khuyên đúng đắn và đúng thời điểm. Vì thế hãy cân nhắc trước khi đưa ra bất kỳ lời khuyên nào cho người khác. Họ có thực sự cần lời khuyên của mình không? Lời khuyên đó có thể giúp gì được cho họ? Quy tắc thứ tư, cần suy nghĩ trước khi phản ứng. Trong cuộc sống, thái độ đối với những người xung quanh là vấn đề cốt lõi, đánh giá đạo đức và phẩm chất khiến con người trở nên toàn diện hơn. Bạn có thể lựa chọn phản ứng theo cảm xúc hoặc suy nghĩ. Tuy nhiên, nên lưu ý một điều rằng, việc suy nghĩ trước khi phản ứng sẽ giúp bạn tránh được những hậu quả xấu, gây rạn nứt mối quan hệ với người khác. Quy tắc thứ năm, buông bỏ chấp niệm, sống giản đơn từ vật chất đến tinh thần. Đời người không chỉ theo đuổi việc mỗi ngày phải kiếm bao nhiêu tiền, ở nhà to đến đâu, đi xe sang cỡ nào, lắm lúc chúng ta chỉ là đang tìm kiếm giấc mơ tươi đẹp đó, mà chúng chưa bao giờ trở thành hiện thực. Người bình tĩnh sẽ bước đi dài lâu, người biết đủ, luôn tìm thấy hạnh phúc. Điều cơ bản của việc thỏa mãn với hiện tại là phải khiến cuộc sống diễn ra theo trình tự, có trước có sau, để tâm hồn an nhiên tự tại. Từ bỏ phức tạp, tìm đến giản đơn. Căn phòng bừa bộn, nội tâm đầy tham vọng, mối quan hệ hỗn loạn. Những điều này sẽ khiến con người ngày càng xấu xí, chỉ biết so đo tính toán. Chấp nhặt chi ly, điều tốt lành ngày một ít đi, tranh đấu ồn ào, hạnh phúc càng rời xa. Đừng lúc nào cũng chau mày cau có. Đời người ngắn ngủi, hãy làm những gì mình thích, ăn những món mình mê. Mỗi ngày đều tràn ngập tiếng cười, không tham lam, không ủ trũ triền miên. Đối xử tốt với bản thân thì cuộc sống mới đúng nghĩa.
Trong cuộc đời chớp nhoáng này, chúng ta phải cố gắng có được phiên bản tốt hơn của mình, cũng nên vui vẻ chấp nhận bản thân không hoàn hảo. Trưởng thành vốn dĩ là trở nên khoan dung, cởi mở hơn trong dòng đời nghiệt ngã. Như vậy thì cuộc sống mới giản đơn muôn phần. Quy tắc thứ 6, không hà khắc với bản thân và cuộc đời. Trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử có nói, khởi đầu của vạn vật là đơn giản, từ đó mới phát triển phức tạp. Nhiều người tự đặt ra cho mình những mục tiêu to lớn, đến khi không hoàn thành được thì thất vọng khôn nguôi. Họ thường cho rằng bản thân phi phàm hơn người, không thể trải qua cuộc đời tầm thường. Thế nhưng họ đã bỏ qua một điều, làm người tầm thường biết thỏa mãn với những gì mình đang sở hữu mới có thể sống hạnh phúc hơn từng ngày. Không chỉ với bản thân, chúng ta cũng không nên hà khắc đối với người khác. Hà khắc với mọi thứ dễ gây ra sự mệt mỏi và bất mãn. Thật ra, trưởng thành luôn quan trọng hơn thành công. Là một người giản đơn và thú vị, càng quan trọng hơn làm người giàu sang tẻ nhạt. Và quy tắc cuối cùng, sống khoan dung, lấy lương thiện làm gốc. Khoan dung là điều tốt đẹp nhất của đời người, đặc biệt là đối với những người thân thiết bên cạnh. Đây không phải là yếu đuối, cũng không phải nhún nhường, mà là biểu hiện của tình thương. Điều đáng tự hào nhất của một người không phải là nổi tiếng được nhiều người yêu thích, mà chính là có bao nhiêu người chấp nhận ở bên cạnh khi rơi vào đường cùng. Điều đáng cảm động nhất của một người không phải kết thân với nhiều người khi phát đạt, mà chính là có được bao nhiêu người cổ vũ và giúp đỡ khi bần hàng. Chăm chỉ làm việc để cuộc sống tốt đẹp hơn, quý trọng cơ thể để sức khỏe trạng thái tốt nhất, tâm tư giản đơn để ngày tháng trôi qua một cách trọn vẹn. Thật vậy, bạn đơn giản, thế giới như chốn thần thoại. Bạn phức tạp, thế giới là mê cung không lối thoát. Thay vì làm người chỉ biết theo đuổi ước mơ nhưng không biết sống, chi bằng làm người tầm thường, đơn giản và vui vẻ. Quý vị thân mến, vốn liếng duy nhất của mỗi người là bản thân mỗi người. Nếu hiện tại không cố gắng, hoặc là ngày sau bạn phải cố gắng gấp nhiều lần, hoặc là ngày sau bạn sẽ sống trong nỗi hối hận ngập tràn, tự hỏi mình vì sao năm xưa không chịu cố gắng. Nếu không phải bây giờ, bao giờ bạn mới định cố gắng? Thất bại vấp ngã trong cuộc đời là chuyện tất yếu ai cũng gặp phải. Nhưng để mạnh mẽ đứng dậy bước tiếp không phải người nào cũng làm được. Có nhiều người xem thất bại là một cơ hội để học hỏi từ những sai lầm, lấy đó làm động lực thay đổi bản thân, đứng lên rồi bước tiếp. Nhưng cũng có không ít người bị sai lầm đó ám ảnh, chỉ có thể ngồi một chỗ và than trách bản thân. Nếu bạn đang tuyệt vọng, hãy đọc những dòng sau đây. Nó sẽ giúp bạn thức tỉnh và tìm lại động lực của mình. 1. Đúng là thành công của rất nhiều người giàu có là hình bóng của bố mẹ họ. Vì vậy, như ai đó từng nói, đằng sau không ai chống lưng tuyệt đối không thể ngã xuống được. Hay cách nói khác thì, những đứa trẻ không mang theo ô thì phải cố mà chạy cho nhanh khi mưa xuống. Nếu nhà bạn không giàu có thì bạn tuyệt đối càng phải gắng sức hơn. 20 tuổi bạn chưa giàu thì có thể lỗi tại ba mẹ, nhưng 35 tuổi mà vẫn còn tư tưởng đó thì thôi, tắt màn hình đi. 2. Vốn liếng lớn nhất là bản thân mỗi người. Vốn liếng không bao giờ mất đi là bản thân mỗi người. Vốn liếng không có giới hạn là bản thân mỗi người. Đến một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra, thực ra vốn liếng duy nhất của chúng ta chỉ có bản thân chúng ta thôi. 3. Có nhiều người muốn thành công nhưng lại luôn e sợ về khả năng của mình. Em thấy tiếng Anh của mình không đủ tốt. Tôi thấy mình không có khả năng lãnh đạo. Tôi thấy mình cần thời gian để trau dồi thêm. Cơ hội là để nắm bắt, không phải được khước từ. Bạn sẽ hối hận vì mình thất bại hay hối hận vì việc mình không dám thử hơn. 4. Ngồi khóc trong xe ô tô thật sự tốt hơn ngồi khóc trên xe đạp nhiều. Ít ra nếu trời mưa, bạn vẫn có thể tiếp tục khóc mà không lo đầu tóc rũ rượi, phấn son trôi hết, quần áo lượm thà lượm thượm. 5. Ai cũng có nỗi muộn phiền của riêng mình. Bạn có thể than thở nhưng đừng lâu quá là được. Mỗi khi định than thở, hãy nhớ lại vì sao bạn lựa chọn con đường hiện tại. Bạn than thở vì áp lực học tập của một ngôi trường top đầu. Đừng quên, đó là sự lựa chọn của bạn, đó là khát khao của bạn. Đừng quên, nó sẽ cho bạn một bề phóng vững chắc hơn. 6. Lúc bạn đang buôn chuyện trên Facebook, cãi nhau với những người xa lạ trên mạng xã hội, cô bé nhà hàng xóm đang luyện nghe tiếng Anh. 7. Cuộc sống không vì ai mà dừng lại. Thời gian cũng không vì ai mà dừng lại. Ngày hôm nay bạn dừng lại, ngày mai bạn sẽ phải chạy cực lực để đuổi kịp những gì đã bỏ lỡ. Tôi từng đọc một câu nói trên mạng, tốc độ thành công của bạn nhất định phải vượt qua tốc độ già đi của bố mẹ. Tuổi trẻ của bạn vẫn còn, thanh xuân của bạn vẫn còn, nhưng bố mẹ bạn thì không. 8. Bố mẹ cũng già rồi.
cứ cho con sống được 20 năm nữa đi. Mỗi năm con về thăm nhà một lần, hết Tết năm nay chỉ còn 19 lần thôi. Đi xa rồi bạn sẽ thấy, gia đình không chỉ là một cái tên. Ra ngoài đường một cốc trà đá, một cái khăn ướt, người ta cũng chẳng cho không. Về nhà cơm ngon canh ngọt mẹ nấu, chẳng bao giờ kể công. 10. Cố gắng lên, sau này còn có mặt mũi về họp lớp. 11. Người thành công nói gì cũng đúng. Phải thành công mới có người lắng nghe bạn nói, giống như việc không ai đến buổi diễn thuyết của một người tầm thường. Dù người đó có nói y như những gì người thành công nói, cũng chẳng ai muốn nghe cả. 12. Nếu tiền bạc đủ dư giả, sẽ mua được đồ ăn, mua được quần áo, mua được mỹ phẩm, mua được thuốc bổ cho bố mẹ, mua được quà cho bố mẹ. Muốn mua gì cho bố mẹ cũng không cần hỏi ý kiến ai khác. Muốn mua gì cho bản thân cũng không cần ngửa tay xin tiền ai. Nếu tiền bạc không dư giả, phải suy tính chi tiêu trước đã. Nếu không có tiền, phải kiếm tiền trước đã. 13. Có một sự thật kỳ lạ là cứ nơi nào người ta kinh doanh, học tập thì trước cửa toàn đổ những chiếc ô tô hàng sang như BMW, còn trước cửa quán điện tử, trà đá, rượu chè thì toàn xe đạp điện, xe máy, xe đạp, tất nhiên là vẫn có ngoại lệ. Nói thế không có nghĩa bảo người nghèo lười biếng, mà là họ đang chăm chỉ sai chỗ. Bởi vậy, mà người giàu cứ tiếp tục giàu, mà người nghèo vẫn cứ mãi nghèo. Thành công cũng có những công thức, Google một phút sẽ có rất nhiều, bạn biết nhưng vẫn cứ lười và trì hoãn đó thôi. 14. Làm gì thì làm đừng tạm bợ, cố gắng cũng phải cố gắng cho ra hồn, đừng để sự quyết tâm chỉ kéo dài được 5 phút. 15. Những người xung quanh bạn phản ánh trình độ và địa vị xã hội của bạn. Muốn quen được nhiều người giỏi giang, cố gắng lên. Muốn có người yêu thông minh giỏi giang, cố gắng lên. Chênh lệch trong trình độ nhận thức cũng có thể dẫn đến đổ vỡ tình cảm đấy. Quý vị thân mến, cuộc sống muôn hình vạn trạng, không chỉ có một màu hồng như mong muốn, mà có những thứ ta phải học cách chấp nhận như một điều tất yếu thì mới mong trưởng thành được. Đừng bao giờ tự trách mọi thứ quá bất công với mình. Trên đời này, luôn có những thứ không như mong muốn, khiến bạn cảm thấy thất vọng, mất niềm tin vào cuộc sống. Để mọi thứ trở nên đơn giản, dịu nhẹ, thì hãy thay đổi cách nhìn nhận, đơn giản hóa mọi thứ, đừng làm mọi thứ phức tạp lên. Dưới đây là những sự thật phũ phàng của cuộc sống. Nhưng nếu biết chấp nhận và coi nó như một điều bình thường, phải đối mặt thì bạn mới may mắn bình an trước dòng bão cuộc đời được. Thứ nhất, không phải ai cũng quan tâm đến những vấn đề của bạn. Có nhiều người có thói quen than phiền về cuộc sống của chính mình với những người xung quanh, từ mệt mỏi, lương thấp đến việc sếp khó tính. Nhưng sự thật là có rất ít người sẽ quan tâm đến vấn đề đó, bởi ai cũng có những khó khăn của riêng mình và họ cũng có rất nhiều mối quan tâm khác trong cuộc sống của họ. Nếu bạn thường xuyên than phiền, sẽ chỉ khiến mọi người xung quanh thêm phần khó chịu. Thứ hai, cuộc sống bình thường sẽ càng ngày càng có xu hướng nhàm chán. Nếu cứ lặp đi lặp lại những ngày tháng giống nhau, đi làm rồi lại về nhà, và dù thỉnh thoảng có đi chơi, thì sau cùng vẫn sẽ cảm thấy nhàm chán. Thậm chí bạn có thể đi du lịch thường xuyên, học một ngôn ngữ mới, nhưng đến một lúc nào đó, bạn cũng sẽ cảm thấy không còn hứng thú và thú vị gì nữa. Có lẽ ai cũng từng trải qua điều này, vậy nên đừng quá bi quan. Joseph Brodsky từng đưa ra lời khuyên rằng, hãy cứ để sự nhàm chán đến mức tuyệt đối, rồi sau đó bạn sẽ vượt qua. Bởi nó cũng giống như việc chìm càng sâu dưới nước thì sẽ nổi lên càng nhanh vậy. Thứ ba, xung quanh chúng ta luôn có người trẻ hơn, xinh hơn và giỏi giang hơn ta. Có nhiều người luôn luôn tự nhận mình là người đặc biệt hơn so với những người khác. Điều đó khiến họ ảo tưởng và phải thừa nhận những kết quả không mong muốn. Giống như việc bạn cố chấp coi mình là điều đặc biệt nhất của người yêu và luôn nghĩ rằng chỉ cần bên cạnh mình anh ta sẽ thay đổi. Nhưng không, điều đó sẽ rất ít xảy ra. Hay một trường hợp khác chính là tự nhận mình là một phần quan trọng của công ty rồi nộp đơn xin nghỉ việc với ý nghĩ sếp sẽ cố giữ mình lại, nhưng kết quả sẽ chỉ là bạn mất việc. Vậy nên trong cuộc sống này bạn nên biết vị trí của mình ở đâu đối với những người xung quanh để cư xử và hành động đúng đắn. Thứ tư, những người càng thân thiết càng có thể làm tổn thương chúng ta nhiều hơn. Những người càng thân thiết càng có thể làm chúng ta tổn thương nhiều hơn bởi họ chính là người đã hiểu quá rõ, biết được điểm mạnh điểm yếu của chúng ta. Vậy nên nếu như có sự việc nào đó xảy ra, họ có thể là người làm chúng ta đau nhất. Lúc ấy, mình sẽ còn cảm thấy khó chấp nhận hơn nữa, vì sự tin tưởng đã bị phản bội. Vì thế, chúng ta nên có một cái nhìn tỉnh táo hơn,
để cuộc sống không thể ép ta vào những đau khổ tương tự như vậy. Thứ năm, nếu bạn không tôn trọng chính mình thì đừng mong người khác sẽ coi trọng mình. Việc coi trọng chính mình tưởng chừng dễ mà không phải ai cũng làm được, bởi lẽ nhiều người luôn dành hết thời gian của bản thân mà lo cho người khác. Sự giúp đỡ nào cũng nên có chừng mực. Khi bạn luôn luôn giúp đỡ họ và quá nhiều lần như vậy, họ sẽ coi như việc đó là đúng và luôn nhờ vả, ỷ lại vào bạn, để rồi khi họ chán, họ sẽ rời bỏ bạn. Cuối cùng, bạn cũng chẳng còn gì. Vậy thì tại sao bạn lại không dành nhiều thời gian cho bản thân hơn nữa, để mọi người thấy được bạn rất tôn trọng chính mình? Thứ sáu, sức khỏe của chúng ta sẽ ngày càng tệ hơn. Sức khỏe sẽ yếu đi theo năm tháng. Đó là sự thật phũ phàng nhất, nhưng chúng ta phải biết cách đón nhận nó. Rõ ràng sức khỏe của tuổi 20 sẽ khác hẳn ở tuổi 30. Vậy nên, bạn nên biết trân trọng cơ thể, sức khỏe của bản thân trước khi quá muộn. Hãy tập làm quen với những thói quen sinh hoạt khoa học để luôn có một sức khỏe tốt. Bởi chỉ khỏe mạnh chúng ta mới sống vui vẻ và hạnh phúc được. Thứ bảy, không phải người đang yêu bạn sẽ có thể đi cùng bạn mãi mãi. Dĩ nhiên trong cuộc đời có rất nhiều tình yêu đẹp và bền lâu, nhưng không phải người đang bên cạnh bạn sẽ chắc chắn ở bên bạn mãi mãi. Cuộc sống luôn không thể nói trước điều gì, vậy nên tình cảm cũng đâu ép buộc hay chắc chắn được. Có thể một ngày người bạn yêu say đắm không còn yêu bạn nữa. Vậy nên đừng trao cả cuộc đời và tất cả cuộc sống của bạn cho người ấy. Hãy giữ lại một phần cho riêng bạn, để dù có bất cứ điều gì xảy ra, bạn vẫn có thể sống tốt. Bất kỳ ai trong chúng ta cũng sẽ có lần nếm trải những sự thật phũ phàng này trong cuộc sống. Vậy nên chúng ta nên biết cách đối diện và giải quyết nó một cách nhanh chóng nhất. Bởi hạnh phúc không tự nhiên có được, mà bản thân bạn cần tự biết cách làm mình trở nên hạnh phúc. Hãy chia sẻ câu chuyện của quý vị với Ngẫm Sự Đời bằng cách để lại bình luận bên dưới video này của chúng tôi nhé. Đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những video trên kênh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.